Hello, xin chào tất cả cô bác quý anh chị nhé. Hôm nay em lại có một suất tô, ba chiếc tô của hàng Imari mọi người ạ. Ba chiếc tô ngũ sắc hàng Imari. Bây giờ em sẽ đo đo mặt từng chiếc một, xong em nhấc ra xong em sẽ đo chính xác lại cho mọi người xem nhé. Rồi em cho mọi người xem họa tiết trước đã. Đây mọi người, ba chiếc ngũ sắc họa tiết vẽ tay nổi khối lên nhé mọi người nhé. Đây bên trong này, vẽ tất cả bên trong luôn. Đây mặt ngoài nó cũng vẽ hoa nhé mọi người nhé. Ba chiếc này thì là họa tiết nó giống nhau mọi người ạ. Đây có chuyện của nghệ nhân mọi người nhé. Đây là chữ ký của nghệ nhân này. Đấy, leng keng luôn, lành tít 100% luôn. Đấy, đây là chiếc nhỏ nhất. Chiếc nhỏ nhất thì em đo chiếc nhỏ nhất cho mọi người xem. Chiếc nhỏ nhất mặt của nó 19 mọi người ạ. Mặt của nó 19, chiều cao của nó 7 nhé mọi người nhé. Chiều cao chiếc nhỏ nhất là 7. Đây là chiếc thứ hai đây mọi người. Chiếc thứ hai mặt của nó 21,5 này. Mặt 21,5, chiều cao 8. Họa tiết thì giống cái kia. Leng keng luôn. Nó chất liệu nó là gốm cứng nha mọi người nhé. Họa tiết vẽ tay đây mọi người. Nhìn họa tiết vẽ tay nó khác hoàn toàn luôn mọi người. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Leng keng xà beng luôn. Vẽ quá là đẹp luôn. Đây, chữ ký của nghệ nhân nhé mọi người nhá. Chữ ký thì nó không thể để giống được nhau hệt được. Đấy, đây. Bên ngoài đây. Em để đây bây giờ đây là chiếc to nhất. Chiếc to nhất bây giờ em đo chiều cao trước, chiều cao của nó đây mọi người, chiều cao của nó 9 nhá. Chiều cao 9. Đấy. Mặt của nó là 24,5 mọi người. Mặt của nó 24,5. Tình trạng là lành tít. Đấy, cái này thì là nó là cái chuyện nó rõ nhất luôn. Dễ nhìn hơn. Đấy mọi người xem cái chôn của nó là cái tuổi đời này là khá là lâu rồi. Nếu mình cái này phải tầm ít nhất thì nó như như mình nhận thức của mình thì cái này nó phải ít nhất phải vài chục năm rồi, nó phải gần trăm năm rồi đấy. Bây giờ cái to này mình sẽ quay họa tiết kỹ hơn cho mọi người cùng xem. Đấy, mọi người thấy em chỉ có cầm tay xong rồi em bỏ tay mạnh ra mà nó tiếng nó đã vọng rồi. Đấy. Không cần phải búng nước gì cả. Đây, họa tiết bên trong ở giữa vẽ hoa, ba bông hoa. Đấy, đây nó có một chút gọi là xước xước kia theo thời gian này, chứ nói chung là nó không đáng kể gì. Đây họa tiết đây. Xếp tụ này mình thấy tương đối là đẹp đấy mọi người. Mọi người ai mà muốn mua bộ này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đấy mọi người nghe chưa? Leng keng xà beng luôn. Đấy, rất là đẹp. Đấy, bây giờ em sẽ đặt ba cái này vào đây, không em đo tổng thể cái chiều cao của này ba chiếc này. Ấy đây mọi người, nó cao lệch nhau như này này. Cái này vì cái chôn đế này nó cao nên là trở thành là cái bát này nó sẽ cao hơn lên một chút đấy mọi người. Đấy, chiều cao tổng tổng thể của ba ba chiếc này là 12 nhé mọi người nhé. Nếu mà chiều cao tổng thể là ba chiếc là 12. Đấy, mọi người xem. Đấy, mọi người ai mà muốn mua ba chiếc này em bán theo một xếp tụ này thì
Mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 nhé mọi người nhé. Rồi em xin phép em kết thúc video đây đây mọi người. Em xin phép em chào tất cả mọi người nhé. Bye bye mọi người.